Chào mừng các anh chị và các bạn đến với video clip hướng dẫn ôn tập chứng chỉ quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao. Thì hôm nay thầy sẽ phụ trách ôn thi cho các anh chị về cái phần chứng chỉ quốc gia nâng cao này ha. Về cái kế hoạch ôn thi của chúng ta như thế này, phần đầu tức là ở video clip này nè, thầy sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái cấu trúc của đề thi, đồng thời tóm tắt lại một số cái kiến thức trọng tâm mà trong đề thi nó hay ra. Nó sau khi mà chúng ta đã học hoàn thành 12 buổi học rồi thì chúng ta cần trọng tâm là những cái vấn đề gì. Về các cái video clip còn lại thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái đề thi mẫu. Vì cái thời lượng ôn tập có hạn cho nên thầy chỉ hướng dẫn chúng ta giải mẫu một cái đề thi để chúng ta đồng thời chúng ta sẽ biết được cái thao tác thực hành như thế nào trong phòng thi ha. Trước khi đi về cái phần giới thiệu về cấu trúc đề thi thì thầy sẽ có một số cái thông tin cần lưu ý cho các anh chị và các bạn như thế này. Trong cái đợt thi thì khi các anh chị đăng ký thi á, các anh chị đã nhận được cái bộ đề mẫu ha, do trung tâm cung cấp. Thì để nhận được cái bài giải hoàn chỉnh của cái bộ đề mẫu đó thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ gửi mail về hai địa chỉ mail này. Các anh chị lưu ý ha. Các anh chị sẽ gửi mail đồng thời về hai địa chỉ mail này để chúng ta nhận bài giải hoàn chỉnh. Và trong cái bộ đề giải đó thì thầy đã giải chi tiết cho các anh chị các cái đề ôn tập, những cái đề mẫu, và cũng có đính kèm theo các cái câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta ôn tập. Và cái vấn đề thứ hai là trong đợt thi thì mỗi thí sinh đi thi đều được cấp số báo danh. Cái phần này chúng ta cần lưu ý nhé. Số báo danh thì thường sẽ được cung cấp trước ngày thi ha, một tuần. Thì cần lưu ý về cái gì trong cái số báo danh này thì lúc mà chúng ta đăng ký thi á, thì trung tâm cung cấp số báo danh thì trên đó sẽ có những cái thông tin như là số báo danh, họ tên chúng ta nè ha, rồi đồng thời sẽ có thêm giờ thi và cơ sở thi. Thì các anh chị nhớ kỹ chỗ này ha. Về giờ thi và cơ sở thi chúng ta cần phải xem chính xác, tại vì một ngày thi thường chúng ta có tới 4 ca thi. Mỗi ca thi sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng rưỡi cho nên các anh chị cần phải nhớ là chúng ta thi vào ca nào, mấy giờ và cơ sở, địa chỉ ở đâu. Tránh trường hợp chúng ta đi sai giờ hoặc là sai cơ sở thì lúc đó chúng ta sẽ không được tham dự nữa. Vì nếu mà trễ quá thời gian quy định là giáo viên được quyền không cho chúng ta vô phòng thi nhé. Thì về cái việc mà chúng ta xem số báo danh đó, chúng ta sẽ có 3 cách chúng ta xem nhé. Một là chúng ta sẽ truy cập vào website aqv.edu.vn nhé, hoặc là anquocviet.edu.vn mục lịch thi để chúng ta xem. Còn nếu không, nếu mà chúng ta còn học trên trung tâm đó, thì chúng ta có thể ghé các cái phòng ghi danh nhé, của các cơ sở để chúng ta xem cũng được. Hoặc là chúng ta có thể gọi điện đến một trong các cái số điện thoại thầy ghi dưới đây nhé, để chúng ta hỏi về cái số báo danh của chúng ta để chúng ta đi chính xác giờ thi nhớ ha. Đó. Và cái vấn đề kế tiếp nữa là khi chúng ta đi thi chúng ta nhớ phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh nhé. Thì các anh chị có thể mang chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái đều được, miễn có dán ảnh của mình, để khi mà chúng ta đi vào phòng thi á, thì khi mà giám thị canh thi yêu cầu chúng ta xuất trình giấy tờ để chúng ta đối chiếu với cái hồ sơ chúng ta thì chúng ta có để chúng ta đối chiếu nhé. Nếu không mang thì có thể là chúng ta sẽ bị lập biên bản ha. Và đặc biệt lưu ý là chúng ta không mang tài liệu vào phòng thi cũng như là sử dụng các cái thiết bị di động. Chúng ta lưu ý chỗ này, nếu bị phát hiện chúng ta có thể bị lập biên bản trừ 50% số điểm hoặc là chúng ta bị cấm thi. Các anh chị cần lưu ý vấn đề chỗ này. Và cái vấn đề kế tiếp chúng ta cần nhớ nữa là khi đi thi nhớ mang theo cái viết. Cái viết để làm gì? Thì trên biên bản thi á, nó sẽ có phần ký nhận của anh chị đã tham gia cái buổi thi hôm đó. Thì trên cái hồ sơ thi, cái biên bản thi sẽ có ghi những cái thông tin như là họ tên, rồi ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ của các anh chị. Thì các anh chị trước khi chúng ta ký vào cái biên bản xác nhận đó thì chúng ta nhớ là chúng ta phải đọc kỹ thông tin trên đó, tại vì sau này những cái thông tin đó sẽ được ghi trực tiếp lên cái bằng của chúng ta. Cho nên nhớ nha, ký vào biên bản xác nhận chúng ta đi thi ngày hôm đó thì nhớ là chúng ta phải đọc rõ lại cái thông tin chúng ta kiểm tra xem chính xác hay không.
Nếu chính xác rồi chúng ta ký vào, còn nếu như có sai sót thì chúng ta sẽ thông báo với lại giám thị coi thi và chúng ta sẽ được điều chỉnh lại những cái thông tin đó để những thông tin đó sau này sẽ được ghi trên bảng. Đó thì sau ngày thi 2 tuần thì chúng ta sẽ được công bố điểm thi. Và điểm thi sẽ được công bố trên các website của trung tâm trên hai địa chỉ này. Và chúng ta sẽ truy cập vào và chúng ta xem trong cái phần là xem điểm thi á. Đó là những cái thông tin mà chúng ta cần nhớ giùm thầy ha. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ đi vào cái phần cấu trúc đề thi cho các anh chị luôn. Trong đề thi chứng chỉ quốc gia công nghệ thông tin nâng cao thì đề thi sẽ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần thực hành sẽ diễn ra trong vòng là 2 tiếng. Chúng ta sẽ thi trong vòng 2 tiếng. Bao gồm 3 phần chính là PowerPoint nâng cao, xử lý bằng bản Word nâng cao và Excel nâng cao. Khi chúng ta kết thúc phần thi thực hành rồi thì giáo viên sẽ bắt đầu cho các anh chị thi lý thuyết. Và thời gian thi lý thuyết là 30 phút dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. Và cả hai phần lý thuyết thực hành đều tiến hành thi trên máy. Các anh chị nhớ rõ điều đó ha. Thực hành thì chúng ta hiển nhiên thi trên máy rồi, còn phần lý thuyết cũng sẽ được thi trên máy luôn và chúng ta sẽ thao tác trên phần mềm thi trắc nghiệm. Đó. Cho nên bạn lưu ý phần này chúng ta không có thi trên giấy nha, trừ trường hợp bất khả kháng là máy tính trục trặc hay cúp điện gì đó thì phần lý thuyết này chúng ta mới thi trên giấy. Còn nếu không thì vẫn được tiến hành thi trên máy luôn. Các anh chị nhớ điều đó ha. Như vậy cấu trúc sẽ được chia làm hai phần, thực hành chúng ta sẽ thi trước rồi sau đó chúng ta mới thi lý thuyết xong. Tổng cộng diễn ra trong vòng 2 tiếng rưỡi. Đó là cấu trúc về đề thi. Còn trong cái phần thi thì nó thường nó nhấn vào những cái điểm nào thì chúng ta lưu ý như thế này. Đây là những cái phần trọng tâm thầy nhắc lại cho chúng ta nhé. Trong quá trình học thì cái thời gian học chúng ta nó là 12 buổi thì cái thời lượng kiến thức, cái thời lượng học dài, kiến thức cũng rất là nhiều. Nhá. Đó, nhưng mà bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta phải chốt trọng tâm vào những cái phần nào, chúng ta nhấn mạnh phần nào để chúng ta có thể thi được hiệu quả. Đó, thì ít nhất chúng ta cũng phải kiếm được từ 5 điểm trở lên. Các anh chị nhớ nha. Mục tiêu đặt ra đầu tiên là chúng ta phải có được 5 điểm tròn cái đã. Rồi sau đó chúng ta mới tính tiếp những thành phần khác và tính nâng điểm từ từ lên. Về phần lý thuyết nó sẽ chấm cho chúng ta trên thang điểm 10, bao gồm 30 câu nhé. Chúng ta sẽ thi trong 30 phút. 30 phút. Đó, và tính cho thang điểm 10 luôn. Thì trắc nghiệm sẽ bao gồm là 3 phần kiến thức luôn, là xử lý bằng bản nâng cao, xử lý bản tính Excel nâng cao và trình chiếu nâng cao. Đó, mỗi câu thì mỗi phần thì các bạn thấy là nó sẽ 30 câu, như vậy là cái kiến thức nó sẽ rải ra thì trung bình là mỗi một phần nó sẽ cho chúng ta 10 câu. Và hiển nhiên là nó sẽ có khoảng là từ 80 tới 90% là kiến thức cơ bản nha, và 10 tới 20% còn lại thì nó sẽ cho chúng ta những cái câu hỏi có thể là khó hơn. Đó. Nhưng mà nếu mà các anh chị mà học chăm chỉ này ra đó thì cái việc mà chúng ta đánh được một nửa trong phần đó là dư sức. Thì một cái điểm lưu ý trong cái trắc nghiệm mà bây giờ cái kiểu sau này nó hay cho chúng ta một cái dạng như thế này nhé, là có thể một câu nhưng được chọn hai ba đáp án đúng. Có nghĩa là ví dụ như nó cho chúng ta cái câu hỏi đặt ra nhé, rồi nó cho chúng ta bốn đáp án là A B C D, nhưng trong câu đó chúng ta thấy, chúng ta đọc được, chúng ta thấy là câu B và câu C đều đúng hết thì chúng ta phải đánh cả hai. Nếu chúng ta thấy hai câu B đúng, C cũng đúng nhưng chúng ta đánh sót một câu B thôi, thiếu câu C không đánh ha, thì coi như câu đó cũng là tính vào điểm sai luôn nhé. Cho chúng ta lưu ý trong cái phần trắc nghiệm thì một lát ở cái phần ôn tập đó, thì cho chúng ta xem thử một câu mẫu dưới dạng đánh nhiều câu đúng nhớ ha. Đây là cái điểm mới trong cái thi trắc nghiệm bây giờ. Cái phần thực hành thì chia làm 3 phần PowerPoint, Word, Excel thì cũng được tính trên thang điểm 10 luôn nhé. Tức là lý thuyết tính thang điểm 10 riêng ra nè nhé, rồi thực hành chúng ta tính trên thang điểm 10 riêng ra. Về phần PowerPoint thì trọng tâm chúng ta thi thực hành là gì? Thứ nhất là về phần trình bày trang slide theo mẫu. Cái này là chúng ta có được cái nền tảng từ cái phần chúng ta học từ cái cơ bản rồi. Đó, thì cơ bản chúng ta được học về cái cách trình bày thiết kế các trang slide nha. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ là kế thừa lên thôi. Và cái khó của cái phần nâng cao là chúng ta phải ghép cái hiệu ứng theo đúng cái quy định được yêu cầu.
Đó, trọng tâm nhấn mạnh nha là về phần ghép hiệu ứng theo quy định. Và trong cái hiệu ứng này thì các bạn thường chúng ta sẽ gặp nhiều ở cái dạng là trigger. Đó, dạng trigger. Tức là ví dụ như khi mà thực hành nó thầy có hướng dẫn chúng ta ví dụ như là khi tôi bấm vào đối tượng A chẳng hạn thì cái hiệu ứng của đối tượng B thực thi. Đó, thì lúc này chúng ta dùng trigger và tỷ lệ ra thi trigger chúng ta lưu ý nha, này nó khá cao ạ. Chúng ta thấy trong các cái đề thi thì thường người ta hỏi trigger khá nhiều. Rồi cái trọng tâm thứ hai chúng ta cần nhớ là về slide master, tức là chúng ta thiết kế lại mẫu để làm sao khi mà chúng ta thiết kế cái định dạng đó rồi thì chúng ta mở cái lại mới lên thì cái định dạng đó vẫn còn. Tức là mặc định nó sẽ có sẵn cái định dạng đó trên cái lại mới khi chúng ta lấy ra. Rồi về thiết kế hyperlink tạo các liên kết cũng như các cái lệnh action. Đó thì trong cái phần học chúng ta thấy là nó có rất là nhiều kiến thức mà khi mà trọng tâm chốt lại thì đây là bốn cái vấn đề chính ha, mà trong cái đề thi rất hay hỏi tới. Còn ngoài phần thực hành thì kiến thức thì sẽ không có bao quát được đâu nhé, kiến thức của lý thuyết, chứ xin lỗi các bạn nhé, về lý thuyết thì nó sẽ là bao quát, nó không có cái trọng tâm, cho nên các bạn cần phải đọc kỹ các cái bài lý thuyết thì cung cấp cho các bạn. Nó còn thực hành bộ bo thì sẽ là phần này là trọng tâm. Về phần Word thì những điểm chính là gì? Nó Word thì chúng ta học các bạn thấy là chia ra tới 8 bài nhé. Thì trong những cái phần chúng ta học á, thì trọng tâm sẽ rớt vào những phần, thứ nhất là thiết lập các style rồi tạo mục lục. Đấy, thì cái thằng này là thường là cái cặp bài trùng đi với nhau nè. Nó thường mà trong các cái bài thi mà nó có style thì nó thường kèm theo mục lục, xuống mục lục. Rồi thiết lập các cái header, tiêu đề đầu trang, footer, tiêu đề trên trang nhé. Rồi trong cái quá trình chúng ta thiết kế header footer nó sẽ có quy định là đánh số trang hay là chia section, rồi tạo header chẵn lẻ. Đúng không? Còn là có kèm thêm các đối tượng như watermark. Rồi về kỹ thuật trộn thư. Lưu ý kỹ các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ tìm hiểu cái trộn thư này về chúng ta cũng phải tập thiết kế lại các cái mẫu phong bì hoặc là phân biệt cái dạng directory. Rồi sử dụng công cụ developer để tạo form nhập liệu thì đây là những cái vấn đề chính nhé. Thì trong cái nhóm này có thể nó sẽ kèm theo những cái kiến thức lặt vặt nhỏ nhỏ, nó như là tạo watermark nè, rồi tạo chú thích, tạo hyperlink, rồi chèn các cái lưu đồ biểu đồ vào bên trong ha, kèm theo. Đó. Nhớ khi ôn tập thì ôn những cái điểm chính này giùm thầy trước nha, rồi sau đó kèm theo chúng ta sẽ có những cái chức năng nhỏ bên trong đây. Những cái chỗ nào thì thầy cũng lưu ý các bạn nha, những cái chỗ nào, những cái dấu họa thị nào mà thầy đánh cao nhất thì các bạn nhớ trọng tâm dùng nhiều nhiều trong thầy chỗ này nhé, tại vì tỷ lệ ra thi phần này nó sẽ khá nhiều. Về phần cuối cùng của thực hành là Excel, đây cũng là cái phần mà các bạn thấy là cảm thấy là thi nó sẽ là khó nhằn nhất. Kiến thức của cái Excel bạn thấy là khá là nhiều hàm, rồi các cái công cụ thống kê vân vân. Thì những cái điểm chính cần lưu ý ở đây là gì? Khi chúng ta làm Excel thì cái phần thứ nhất chúng ta cần lưu ý tới là cái phần kiểm tra dữ liệu nhập, cái chức năng data validation. Ví dụ như trong cái yêu cầu đề bài đặt ra là phải khống chế cho cái vùng số lượng chẳng hạn là chỉ được phép nhập giá trị là số nguyên dao động từ 1 tới 100. Đó, thiết là kiểm tra dữ liệu nhập là vậy. Và khi mà chúng ta nhập vô vùng số lượng đó mà nếu như nhập sai cái quy định của ta thì sẽ khống chế với dạng là gì? Hiển thị thông báo lỗi. Hoặc là chúng ta tạo cái danh sách nhập liệu, nhấn vào một ô sẽ hiển thị một cái danh sách cho chúng ta chọn, thì đó cũng là dạng thiết lập kiểm tra dữ liệu nhập nhé. Cái vấn đề thứ hai là dùng hàm dò tìm kết hợp với hàm indirect. Nó trong trường hợp chúng ta dò nhiều bảng, tham chiếu nhiều vùng thì thường chúng ta sẽ dùng cái hàm dò này kèm với cái hàm indirect. Rồi sử dụng công thức mảng trong các đề thi thì cũng lưu ý là hầu như các đề thi đều có dính tới công thức mảng, không ít thì nhiều, có khi là một câu, có khi là toàn bộ bài thi chúng ta sẽ dính công thức mảng. Thì lúc ôn tập thì cũng sẽ các bạn sẽ thấy là thầy cũng có kèm theo cái đề mẫu là nó sẽ dính tới phần này khá nhiều. Rồi định dạng có điều kiện, thường trọng tâm là phần tô màu
Nó giả sử nó yêu cầu chúng ta giờ trong bản tính thiết lập xong thì phải tô màu cho những ô hay là một cái dòng thông tin nào đó mà có cái số lượng là lớn nhất chẳng hạn. Riêng về phần thống kê thì chúng ta có khá nhiều nha, khá nhiều các dạng thống kê. Thì bạn thấy đó, trong cái phần học đó, hầu như cũng gần như là 50% cái bài chúng ta đó, có 10 bài đúng không, chúng ta học trong cái phần nâng cao đó, có 10 bài tới 12 bài thì bạn thấy là gần một nửa trong đó là nó đề cập tới các vấn đề thống kê. Nhưng mà nó thống kê thường quản gì nhiều thì xin thưa rằng là trong đề thi nó thường rớt vô phần này nhiều, data table nè, thống kê bằng công thức mảng nè. Đó là hai cái dạng thống kê mà trong các đề thi rất hay cho nhá. Rồi pivot table nè, đấy, rồi gì nữa, nó đây là một số cái nó kèm thêm nè. Có thể nó không cho ba data table thống kê công thức mảng thì nó sẽ hỏi bằng console đây chẳng hạn ha. Rồi lặt vặt một số thứ như là áp dụng hàm lookup, rồi vẽ biểu đồ. Nó thì hai cái món này thì thường trong các đề thi hiếm khi nó ra, hoặc là import dữ liệu thống kê sub auto này kia vân vân á. Nó thì đây là những cái phần kèm thêm nhé, trọng tâm ôn tập của bạn là ôn chỗ này kỹ giùm thầy. Được chưa? Rồi thì trước đó là các bạn thấy là thầy đã hệ thống lại cho các bạn nhé, thì cái phần kiến thức rất là nhiều thì chúng ta phải biết trọng tâm chúng ta ôn là cái gì, rồi mở rộng là những vấn đề gì. Còn đây là cái phần điều kiện thỏa để các bạn có thể đậu được nha cái chứng chỉ quốc gia. Thì như các bạn đã thấy hồi nãy thầy có giới thiệu sơ là cái phần thực hành cũng như phần trắc nghiệm của các bạn nó đều được tính trên thang điểm 10 nhé. Và hiện tại bây giờ cái bằng thì chúng ta cũng lưu ý luôn là nó sẽ không còn phân loại là khá, giỏi, trung bình, yếu nữa, mà nó sẽ ghi rõ trên đó là điểm từng phần luôn, là chúng ta thi được bao nhiêu điểm sẽ ghi bấy nhiêu. Cho nên chúng ta cũng cố gắng chúng ta thi làm sao cho điểm nó khá chút xíu nhé. Về điều kiện đậu như sau thì phần thực hành yêu cầu phải thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng 5, đồng thời trắc nghiệm cũng phải lớn hơn hoặc bằng 5 và không vi phạm quy chế thi thì chúng ta mới được tính là điểm đậu. Ví dụ như các bạn đi thi, các bạn thực hành được 9 điểm nhưng trắc nghiệm các bạn chỉ có 4 điểm thì coi như các bạn rớt, lưu ý phần đó nhé. Hoặc là bây giờ trắc nghiệm các bạn được 8 điểm nhưng thực hành các bạn chỉ có 4 điểm thôi cũng rớt, và điểm cũng không được tính làm tròn. Ví dụ các bạn thi 4.8 vẫn tính là 4.8 chứ không được làm tròn thành 5. Các bạn lưu ý phần đó nha. Cho nên chúng ta cố gắng khi các bạn thực hành thì các bạn cố gắng nhìn công cụ. Phần lớn cái câu hỏi trắc nghiệm á, là nó cũng chỉ đánh về các cái thao tác thực hành mà thôi. Cho nên nếu mà các bạn thực hành khá tốt thì các bạn đánh trắc nghiệm thì bảo đảm các bạn sẽ đậu được. Lưu ý phần này nhé. Bắt buộc cả hai phần đều phải trên 5 nha. Thực hành 8 điểm, trắc nghiệm 8 điểm, đậu. Nhưng thực hành 8 điểm, trắc nghiệm chỉ có 4 điểm là coi như rớt. Và nhớ rõ chúng ta không vi phạm quy chế thi nha, không quay bài, không quay tài liệu. Trong cái lúc thi thì giám thị canh thi sẽ có quay camera lại nha, cho nên chúng ta cũng thi nghiêm túc giùm thầy ha. Sẽ có quay camera ghi hình lại hết cái ca thi đó. Cái vấn đề thứ hai là về cái dữ liệu thi á, thì thường những cái dữ liệu nào dài nhé, ví dụ Word chẳng hạn, nó cho chúng ta làm phần style. Dữ liệu mà dài quá thì đề thi sẽ cung cấp sẵn, tức là tùy theo đề thi nó sẽ cho chúng ta dữ liệu sẵn Word hoặc Excel. Và cái điểm lưu ý cần nhớ chỗ này nữa nhé, tránh trường hợp các bạn thi xong mà lại rớt, mặc dù làm bài được, là do thường là các bạn lưu bài sai. Cho nên nhớ là trong lúc chúng ta thi nhé, trong lúc chúng ta thi chúng ta phải để ý là chúng ta lưu bài đúng quy định và hướng dẫn của giáo viên canh thi. Giáo viên canh thi sẽ quy định là chúng ta lưu trong ổ đĩa nào, thư mục đặt tên cấu trúc như thế nào, là chúng ta phải tiến hành lưu chính xác như vậy. Và trong quá trình làm bài cũng phải nhấn lưu liên tục, tránh trường hợp chúng ta bị treo máy hoặc là mất điện ha, là sẽ bị mất cái phần ta vừa làm. Cho nên nhớ là chúng ta cứ làm khoảng 50 phút thì các bạn nhấn lưu giùm thầy và lưu đúng quy định theo cái yêu cầu của giáo viên.
Đó, thì đó là những cái vấn đề ha, các bạn cần nhớ để chúng ta ôn tập cho hiệu quả. Thì video clip kế tiếp thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải mẫu một đề thi. Và các bạn cũng lưu ý như thế này nhé, cái cơ sở thi chúng ta thường là thi vào cơ sở 330 thống nhất ha. Nếu có thay đổi gì thì trên cái danh sách công bố số báo danh sẽ có ghi lại cái địa chỉ đó, cho nên chúng ta lưu ý. Thường thông thường nhé, thì cơ sở thi chúng ta sẽ là 330 thống nhất phường 16, tức là trung tâm bồi dưỡng chính trị của quận Gò Vấp. Rồi, cảm ơn các bạn.